Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
quý vị quan khách, các quý vị khách quý đã có mặt tại trung tâm tiệc cưới của chú rể anh Thái và cô dâu tâm quý trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, anh Thu và Lầu Hòa xin được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như đại lời cho cô dâu chú rể xin được cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị quan khách, các quý vị khách quý đã không quản ngại đường xá xa xôi và cùng trở về đây chúc vui cùng với đôi bạn trẻ và đại diện hai bên gia đình hạnh phúc ngày hôm nay. Một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc vô bờ bến mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Tình yêu làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, làm cho đôi tâm hồn chung sâu đậm đặc và hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Và đôi bạn trẻ của chúng ta không nằm ngoài quy luật ấy. Và ngày hôm nay đây, trước sự hiện của toàn thể quý vị quan khách, và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến lên sân khấu một bước. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, đứng chính giữa sân khấu đầy đây đó chính là cô dâu tâm quý và chú rể anh Thái, là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất và là chủ nhân của tấm thiệp hồng mà quý vị đang cầm trên tay để đến chung vui cùng với đôi bạn trẻ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đôi bạn trẻ ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị quan khách và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng trở về vị trí cũ ạ. Kính thưa các bác anh chị trân trọng kính mến, hôm nay đúng là ngày 22 tháng 11 năm 2023, tức là ngày 10 tháng 10 năm Quý Mão, được sự nhất trí của gia đình chính quyền của địa phương cho phép hai bên gia đình tổ chức cho cô dâu chú rể tại quê hương gia đình nhà trai và nhà gái tại nhà văn hóa bản cà phê. Sau đây ban tổ chức của tôi xin thay mặt hai bên gia đình xin trân trọng giới thiệu về phía chủ hôn của đại diện gia đình nhà trai có bố Lò Văn Dương, có mẹ Vì Thị Thái. Về phía chủ hôn của gia đình nhà gái có bố Vì Văn Tiến, có mẹ Quảng Thị Thương. Xin mời toàn thể hội hôn chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Vâng, ban tổ chức chúng tôi không thể cho quý vị đợi lâu hơn nữa. Hai bông hoa đẹp nhất đứng ở giữa đó chính là chủ nhân của tấm thiệp hồng. Sau đây ban tổ chức của tôi thay mặt hai bên gia đình xin mời hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể chúng ta hãy cúi một cúi thật sâu để chào toàn thể quan khách. Xin mời hai bên gia đình ạ. Vâng, chúng ta nô một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày 22 tháng 11 năm 2023, tức ngày 10 tháng 10 năm Quý Mão, tại gia đình nhà văn hóa bản cà phê xã Sa Mấn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Và được sự chấp thuận của hai chính quyền địa phương và sự hợp tác vun vén của hai bên gia đình và đôi bạn trẻ của chúng ta, trong tình người vấn vương, họ đã đưa con thuyền của mình cập tới một bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu. Và ngày hôm nay đây, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách, các quý vị khách quý, tôi MC Anh Thu đến từ bản Sa Mấn xin được trịnh trọng tuyên bố qua đại lễ thành hôn của chú rể anh Thái, cô dâu tâm quý anh Thái, xin được phép chính thức bắt đầu. Kính mời anh nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, vừa rồi là màn pháo sáng để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ và cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và vừa đúng thật là có trầu không thể thiếu cau, cho mấy em thắm cho lòng anh say. Thật vậy mà đâu phải mùa xuân hoa mới nở, hoa nở suốt bốn mùa xuân hạ thu đông. Chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, hoa hay cười đón ánh nắng bình minh. Kìa đó anh chị đẹp xinh, đẹp đôi long phụng chúc mai một nhà. Và ngày hôm nay đây, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách, và ngày hôm nay đây, cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ trao một chiếc nhẫn, một chiếc vòng cầu hôn để chứng minh ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta đã nên vợ thành chồng. Xin kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến lên sân khấu một bước và quay mặt vào nhau ạ. Để em xin cầm hộ bó hoa.
Vâng, để chứng minh tình yêu của mình, chú rể sẽ quỳ một gối xuống để trao một chiếc nhẫn cho vợ của mình được không ạ? Vâng, chú rể sẽ trao chiếc nhẫn cho cô dâu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, chiếc vòng cầu hôn là một chiếc vòng không có điểm đầu và điểm cuối, chứng minh cho tình yêu của đôi bạn trẻ mãi mãi gắn kết bền chặt lâu dài. Xin được chúc mừng hạnh phúc. Để làm quà cho chú cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, xin kính mời. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển long lanh dông dân đầy tình mẹ, sóng biển rộng bao la không phủ kín được lòng cha. Trong ngay lúc này đây mới là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, ơn cha mẹ như trời cao biển rộng. Sinh con ra mang con lớn trưởng thành, có lúc hoạn nạn có lúc đắng cay, nhưng bố mẹ vẫn lo cho con như hoa trên cành. Hôm nay nhìn thấy con hạnh phúc một lòng thỏa nối ước mong. Xin ngày nhân ngày trọng đại nhất của hai con, ban tổ chức chúng tôi xin mời toàn thể cô dì chú bác chúng ta hãy cùng đến với món quà đầu tiên, là món quà của mẹ của cô dâu ạ. Xin trân trọng kính mời món quà của đại diện nhà gái. Pha sữa đeo giản to mắt đường, pha quan sưởng giản to mắt giàu, mẹ là hạt điều chiếc sò pháp sỏi khén bò nhường bò khén căm nghiêng nỉu mà ở mẹ là xót bò nhận đủ kho mà ở mẹ là xót khén bất trừ khải phải tờ sang hán khải quay bất trừ khải mất nửa sang lao khải mà khá đủ canh phải tánh ngân củ khá là đồ chưa phải tánh ngân kìm tuổi na su mươi. Vâng, xin cảm ơn món quà của bố mẹ của cô dâu ạ. Vâng, để tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin mời toàn thể hội hôn chúng ta cùng đến với món quà của gia đình chú Tình Tươi ạ. Dạ vâng, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể cô dì chú bác có món quà tặng cho cô dâu và chú rể. Chúng ta hãy tiếp cận sân khấu. Chú Tình Tươi, ban tổ chức của tôi xin mời toàn thể hội hôn chúng ta hãy cùng đến với món quà của gia đình cô Thương ạ. Lớn lên trong vòng tay nhiều cô, nhiều dì, nhiều bác. Hôm nay thời gian tặng quà chúng ta sẽ kéo dài đến khoảng tầm 30 phút quý vị ạ. Xin chân thành cảm ơn món quà của gia đình cô Thương ạ. Tiếp theo xin mời toàn thể chúng ta hãy cùng đến với món quà của gia đình chú Cương Giang ạ. Dạ vâng, hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc nhất của hai cháu. Thì có những tình cảm rất đẹp đẽ và kể vào cả về lớp vật chất lẫn tinh thần trong buổi trưa ngày hôm nay để dành tặng cho cô dâu và chú rể. Cảm ơn món quà của gia đình chú Cương Giang ạ. Vâng, để tiếp theo ban tổ chức của tôi xin mời toàn thể hội hôn chúng ta hãy cùng đến với món quà của gia đình
của em trai của cô dâu ạ. Xin mời em trai của cô dâu hãy lên sân khấu tặng món quà thật. Quý vị ơi, em trai của cô dâu chưa có người yêu lâu nhá. Các cô các bác nào chưa có con rể là hãy nhận làm con rể nhá. Hãy đặt gạch từ bây giờ đi ạ. MC xin cảm ơn món quà thật đầy ý nghĩa của em ạ. Vấn đề tiếp theo chương trình, ban tổ chức tôi xin mời toàn thể hội hôn chúng ta hãy thần dành cho hai con trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được cảm ơn và chúc sức khỏe bố mẹ. Cảm ơn em ra nó cả bánh mi trường lành dành hùng ông nó ta đu tàu đào hào chứ phản dưng nơi hải phú em ra nơ. Tiếp theo ban tổ chức tôi xin mời toàn thể hội hôn chúng ta hãy cùng đến với món quà của em trai của chú rể ạ, em Sơn Bình ạ. Chân thành cảm ơn món quà thật đầy ý nghĩa của em trai của chúng ta. Cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn món quà rất ý nghĩa của gia đình ông bà. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, qua sông thì phải có bến có đò, mà dân vợ gả chồng cho con thì cũng phải dặn dò đôi câu. Và sau đây xin mời một vị đại diện, đó chính là MC Lò Hòa sẽ có đôi lời phát biểu. Con chơi tốt là học hỏi cả sò chiếc bò chiếc mè chiêng phi nồng hạt sườn có ba mớ. Sang bón là em phải đúng cánh bà phùa miết nồng nồng. Nham trao gạo lặng diệt kịp tóc bản tóc cuống có bơ mi phóng đàn nề kề đà hai phải hôi bê châm phải nằm bắt cuốn của bà mớ chăng bà thẳng trời nồng trời. Đúng tả chăng hạc bênh cả bồng sống khám diệt hương diệt rảo diệt tàu diệt chi chưa năn bùn đúng chăng nà bùn tả chăng đướng bùn phả chăng đướng bùn ruông chăng bà đướng trẻ về khủng chẳng bà xỉ mi on noi ở hạc ta xảy mắt mưu ta bửi mắt điên bò chàng điên có trắng sùng mẹ chàng trùng có trắng nhớ nhớ tiếng đung sùng tiếng bà mà tiếng bò tiếng mẹ hà hương chẳng bà quán đề bày phải đầy đề qua có trắng đầy mặt mèn kén quam đủ vào những đầy quam chủ chẳng cưng chủ ảo đủ vào trai đầy quam báo quam xảo chẳng cưng xú bò xú mẹ bò mẹ chẳng bà khả biết làm đồ đấy khả cái làm đồ tiền hùa cái cò cả nả cái cò sờ hùa chờ hùa có cò muôn bom sang món đu tảo đu lan có mấy chắp mà hỏi đúng nặng tà tên hoa tên xin ở đúng tà có bác phẩm mấy ta bác tù xìa ủng dê sầu ẩu dê đô sang mà để mà sang món phú món già có nhắn kém ma hà đầy đầu phú phú ma hát hạ phú chuồng mà dê thịt thiệt không đà nặng chảo đúng chảo tà có ba mà thứ nhất khỏi có bấm mi quam hàng hờn xưa chúc ở phú mía đu tảo đu lan hâu ảo hàng mi những gần trai chăm là cần với thứ sống ma mà tàng nả sống phải chối gân sò cá mượt hải nâu co mè sòng bản sàn na sòng xã sàn xã hạt bánh phải vỉa băng càng mà kên tòm hòm muôn mà bao sòn đu tàu đu lan sò chúc ở hải nâu co mè bản khó ngâu và có hà hoàn màn dưng dưng mướn pi sen khẩu nhường tàu nhường bền đi bơ mi sáng hải đơi đờ khổng nuống đơn doa ảo chân khăn sân bó chôn xuống hải nâu co mè nơ hảo chân màn dưng nơ.
Vâng, vừa rồi là lời phát biểu rất thân tình của một vị đại diện của bên gia đình. Và ban tổ chức chúng tôi sẽ được trân trọng canh tùy để xin các anh chị trong ban tiếp tân và chén rượu ạ. Để có đôi lời cảm quý vị quan khách, chúng ta cùng nâng những chén rượu đồng của chúng mà ta lên, là giơ cao lên đi quý vị ơi. Anh ơi, số 7, số 5, số 7, số 9, số 2 ơi, hảo chư mặt chư lên đó. Ở đâu bà mẹ nào hả nó, phật cả hảo hàn nó. Hàn nó. Dạ vâng, xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng chung chạm chén để thắm mối tình thông gia trong buổi trưa ngày hôm nay. Cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, ban tổ chức của tôi xin mời hai đại diện hai bên gia đình sẽ xuống phía dưới để tay bắt mặt mừng. Còn cô dâu chú rể chúng ta hãy nắm lại sân khấu ạ. Thưa vâng, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng là tầng tượng trưng cho sự bắt đầu tình yêu của cô dâu và chú rể. Và tầng thứ hai là chứng minh cho tình yêu của chú rể và cô dâu sẽ mãi mãi bền chặt. Xin chúc mừng chào đôi bạn trẻ. Vâng, bây giờ xin mời cô dâu và chú rể cùng tay trong tay sát lên tháp rượu tình yêu. Dạ vâng, nước dòng rượu đang chảy trên tháp ly được ví như nước và mật ngọt, nước để tưới cho tình yêu thêm mặn nồng và mật ngọt để tưới cho tình yêu thêm hồng. Như những giọt rượu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, chưa kịp vui thì nắp đã bật ra rồi chưa quý vị. Dạ vâng, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta lại cùng nhau tay trong tay rót lên ly rượu hồng của mình đến tháp ly. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, em như một chén rượu đầy, anh xin nhấp một chén để say suốt đời. Và ngày hôm nay đây, rót lên những gì ly rượu của mình, những làn khói để chứng minh cho tình.
vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.